Chào các bạn và các em đã đến với chương trình Lan BQ TV. Trong video đặc biệt ngày hôm nay, tôi xin trả lời câu hỏi của em Trang. Trang hỏi rằng là em bị chê là xấu, làm cho em mất tự tin và em bị tổn thương thì em phải làm sao? Tôi xin chia sẻ bằng tất cả những cái sự thật và kinh nghiệm của bản thân mình để giúp các bạn gái, các em trẻ cũng như là những người rất là lớn tuổi, không những là con gái mà là con trai nữa, khi mà chúng ta bị người khác dèm biểu về cái ngoại hình của mình thì mình sẽ ứng xử như thế nào. Các bạn thích những nội dung này, các bạn nhớ đăng ký vào Lan BQ TV và nhớ nhấn cái chuông trên phone để được thông báo video vào hàng tuần các bạn nhé. Đây là trải nghiệm của bản thân, bởi vì khi mà từ hồi nhỏ lúc mà bắt đầu mình hơi lớn lên, bắt đầu là mình khoảng 11, 12 tuổi là tôi đã từng bị chọc rất là nhiều, bởi các bạn chung quanh và ngay cả trai, nam, nữ chọc là mình chân to hoặc là mập hoặc là nói chung là đủ thứ để mà chọc ghẹo mình. Và tôi còn nhớ cảm giác là cái sức chọc ghẹo đó nó nhiều đến nỗi mà mình có những cái lúc mà mình ngại đó, mình không dám đi ngang cái đám đông đó, tại vì mình biết cái đám đông đó sẽ la lên, sẽ chọc mình nữa. Cái đó là hồi còn nhỏ. Và khi mà lớn lên từ từ thì mình qua năm tháng mình học cách mình và mình hiểu cái vấn đề hơn, thì những cái lời nói, những cái gọi là những cái nhận xét của người khác không ảnh hưởng mình nhiều. Và ngay tới ngày hôm nay, các bạn mấy chục năm qua rồi đúng không các bạn, tôi vẫn có người chê tôi. Chê, ví dụ tôi đang livestream nói là bà già này xấu quá hoặc là con mẹ này đanh đá, rồi đủ thứ chuyện trên cuộc đời cho tới ngày hôm nay, ngay ngày hôm nay năm 2020. Cho nên các bạn ạ, và tất cả những điều đó không có làm cho tôi tổn thương một tí nào hết trơn hết. Bởi vì sao? Tôi muốn chia sẻ với các bạn những nguyên tắc sau đây rất là quan trọng. Dĩ nhiên các bạn nói rằng là có bạn thì khen cô Lan dễ thương, có bạn khen cô Lan đẹp, có bạn thì nói bà già xấu xí vân vân. Nói chung là cuộc đời này muôn, gọi như là vạn người, ngàn người, mỗi người những ý kiến khác nhau đúng không các bạn? Mình không có cần phải sống để làm cho ai hài lòng cả. Và cái quan trọng là mình phải hiểu là đi từ bên trong nó như thế nào. Tuy nhiên có một số em cũng sẽ nói cô ơi, nhưng mà khi mà em nhìn vào gương, khi mà em thấy mặt của em mụn rồi, mặt của em béo phì hoặc là những cái vết thẹo, hoặc là em thấy em quá mập. Cô Lan đã từng rất là mập tròn, cho nên cô Lan rất là hiểu những cái tâm trạng này của các bạn. Thì những cái giác mép này làm cho em rất là mặc cảm. Trong khi nhìn những người chung quanh, những người người mẫu, siêu mẫu chân dài, rồi ốm, rồi đẹp, rồi những cái hình người ta chỉnh sửa qua filter, qua cái bộ lọc, qua bộ ảo, qua app, đủ thứ hết. Rồi mình so sánh cái thế giới thật, hình thật của mình với những cái người đã được photoshop, với tài tử, với những người chung quanh dùng app này nọ, là mình càng bị down thêm. Cho nên hôm nay tôi muốn chia sẻ đây là một cái vấn đề của xã hội nữa các bạn. Và xảy ra rất nhiều với các bạn trẻ, không những con gái mà cả con trai. Bởi vì con trai của tôi 16 tuổi, tôi rất là hiểu cái tâm lý đó. Và cho những người lớn tuổi chúng ta cũng hiểu cái vấn đề, thì những cái chuyện đó chúng ta sẽ mổ xẻ ra những cái kinh nghiệm thật sự của bản thân tôi. Thì thứ nhất là bạn phải hiểu, đầu tiên phải đi từ bên trong. Mình phải biết cách ứng xử. Thí dụ như người ta tổn thương mình, người ta chọc ghẹo mình. Tôi đã từng bị những cái chuyện đó rất nhiều hồi trẻ, hồi nhỏ. Và tới ngày hôm nay khi mình là người của công chúng, mình vẫn bị như thường luôn. Bị nói, bị những cái từ ngữ không có hay ho đúng các bạn. Một số các bạn xem livestream của cô Lan, cô Lan còn in những cái chữ đó, cô Lan dán lên luôn cho mọi người thấy đó. Có anh chàng đó, có người đó vô viết như vậy về cô Lan, về ngoại hình cô Lan là xấu xí, bà già vân 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 vân, đủ thứ kiểu hết. Các bạn thấy, thứ nhất, mình nếu như các bạn nào cảm thấy tổn thương nhiều, các bạn hãy thở thiệt là sâu. Thở, khi mình thở như vậy
thì cái cảm xúc của mình nó được chế ngự, nó được điều khiển. Ok, bạn cứ thở dễ lắm, đơn giản là chỉ là gì? Hít vô 4 nhịp và thở ra 4 nhịp, chỉ có vậy thôi. Một ai nói một câu gì đó tổn làm tổn thương mình, hít vô 4 nhịp và thở ra 4 nhịp, nó như vậy. Đó là cái thứ nhất, trước khi mà mình phản ứng hay mình nói một lời nào đó hay mình kịp suy nghĩ một điều gì đó, các bạn cứ làm như vậy cho tôi. Cái thứ nhất. Cái thứ nhì, các bạn nhớ là mình hãy ignore, hãy vờ đi những cái lời lẽ của người khác. Cái thế giới này bây giờ chúng ta sống, ai cũng có thể nhảy vô nhà mình, Facebook, Instagram, TikTok chê khen, đó là chuyện bình thường, đó là một phần của cuộc sống. Và đừng để những cái lời nói, những cái phím pháp của những cái bàn luận của người khác có sức mạnh đối với mình. Tôi biết các bạn nói rằng là khó, nhưng các bạn thực hành là các bạn sẽ làm được thôi. Và đặc biệt khi tôi huấn luyện điều này cho những người nổi tiếng, những người làm những cái nghề phải luôn luôn ở ngoài xã hội, các bạn công nhận không, như ca sĩ, như là nghệ sĩ, như những người ảnh hưởng, thì các bạn phải hiểu, bạn phải học cái cách khống chế cái điều này và hiểu nữa. Không để ý tới những cái dư luận lung tung như vậy. Bạn không để lời nói của người khác có cái ngự trị, có cái lực khống chế được mình. Bạn hãy tập nó, tập rất là dễ. Bằng cách nào các bạn biết không? Thử lên Facebook viết một lời gì đó, viết làm một cái điều gì đó mà thật là chính kiến của mình, và mình cái suy nghĩ rất là chân thật của mình. Sẽ có người ném đá, sẽ có người thích hay không thích, vì mình không có nói theo đám đông. Bạn xem coi, bạn thực tập là bạn có thể xử lý, bạn có thể xử lý cái tình huống đó được hay không. Thực tập và thực tập. Nhớ không để lời nói của người khác có sức mạnh điều khiển chính mình. Và cái thứ ba đó là gì các bạn? Bạn có thể làm nó giống như là một cái chuyển cái lời nói của người ta. Đây, cái kỹ thuật này tôi dùng rất là nhiều khi là một diễn giả, khi là một người công chúng. Bởi vì nhiều khi tôi dạy học, huấn luyện những cái đám đông rất là lớn các bạn, và những trong đó có những người, người ta có những cái chính kiến riêng của người ta. Có người muốn nói cái này, có người muốn nói cái kia, có người muốn chứng tỏ mình, có người muốn làm tổn thương mình. Đúng các bạn? Thì cái này các bạn không những áp dụng cho cái việc người ta chê khen mình xấu, mà là cái việc người ta chê khen mình, người ta chê mình trước công chúng nữa. Thí dụ như người ta nói chứ, cái bà già này xấu quá, thật sự là người ta nói cô Lan như vậy. Đúng các bạn? Thì cô Lan, đó là cái câu của người ta nhận xét đúng không? Thì cô Lan sẽ biến nó thành một cái câu luôn. Cô họ, cô nói đúng rồi, tôi lớn tuổi rồi. Yeah, tôi lớn tuổi rồi. Absolutely. Mình còn biến nó thành một cái câu khẳng định. Và mình xem nó như là một cái chuyện chẳng có vấn đề gì mà làm cho mình nghiêng ngả cả. Đúng các bạn? Thí dụ nói chứ con nhỏ này tóc gì mà quăng xù cả lên. Đúng các bạn? Thì tôi đúng rồi, tóc mình là từ nhỏ tới lớn là mình sinh ra là nó quăng xù như vậy nè, nhưng mà mình thích nó. So, bạn có vấn đề gì với nó không? Vậy thôi, đơn giản là như vậy. Bạn biến cái nhận xét người ta, bạn đừng cãi lại. Hãy biến nó thành một cái câu. Ok, tôi xin nhắc lại thí dụ như vậy. Nói rằng là con nhỏ này xấu xí, thí dụ như vậy. Mình nói ừ, mình xấu vậy đó. Nhưng mà mình nhìn quen mình rồi. Mình cảm thấy mình rất là thoải mái với cái sự không đẹp của mình. Bạn có vấn đề gì không? Bạn thử như vậy xem. Rất là tự tin, rất là kiêu ngạo. Ok. Và một cách nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn, mình hãy biến những cái câu của người ta, dù người ta làm tổn thương mình, nhưng mình biến nó thành một cái hài hước. Thành một cái hài hước các bạn. Cái đó là một nghệ thuật sống. Và tôi cũng thường hay áp dụng cái này. Đặc biệt là gì? Tôi áp dụng nó ngay trên cả sân khấu. Là tôi cười cả chính mình. Thí dụ như tôi thấp người, thì khi mà tôi là diễn giả, thường thôi tôi hay bắt đầu bằng cách là tôi còn cười chính mình, là tôi nói rằng là các bạn biết không, với cái chiều cao của tôi, là tôi đứng tôi nói chuyện người đó, hên là có mang giày mà chỉ có 1,5 m. Thí dụ như vậy. Thật ra cô Lan không cao hơn 1,5 m, nhưng mà mình còn nói quá đi để cho nó thành một cái chuyện buồn cười. Mang giày cao cả trống rồi mà có 1,5 m.
Thí dụ như vậy, mình biến nó thành cái trò cười, biến nó thành một cái sự hài hước, cười ngay cả chính bản thân mình. Đó, thì các bạn có thể làm được đó hay không? Đây là một cái sự thông minh, chứng tỏ cái sự thông minh và tự tin của con người mình. Khi mà các bạn đạt được đến mức độ các bạn là biến những cái lời người ta làm tổn thương mình thành một cái điều hài hước, thì các bạn đã đạt ở một cái đỉnh cao mới của sự tự tin. Hay là thí dụ như người ta nói chứ, con gái gì mà xấu quá vậy, con gái gì mà đen thui, các bạn hãy viết vô cho cô Lan chia sẻ như vậy. Thì mình cười mà nói là ừ, không biết sao mình sinh ra là mình là con thiên nga đen hay là con vịt đen nhỉ. Một ngày mình sẽ lột xác. Mình giỡn, mình cười là như vậy. You see that's it. Không thể nào ai có thể chọc mình thêm được nữa. Các bạn nhớ nhé, hài hước với điều đó. Và kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn điều này rất quan trọng. Mình hay để ý tới những cái điểm không hoàn hảo của mình, nhưng tôi muốn bắt đầu từ ngày hôm nay, các bạn hãy, không ai hoàn hảo các bạn. Và các bạn hãy nhớ xem trong TED Talk có một cái video của một cô người mẫu tuyệt vời. Video đó trên TED Talk được hơn mấy triệu view, là vì cô nói rằng ngay cả cổ là người mẫu vô cùng xinh đẹp như vậy, nhưng vì cái tâm thế của cổ không yên, cổ sống, cổ mất ăn mất ngủ vì cái thị phi của người khác chưa đủ đẹp, chưa đủ ốm, và rất là khổ sở. Mà hên là một người đẹp như vậy, cho tới khi cô tìm được cái tự tin và cái bình an ở bên trong của mình. Suốt ngày cô nhìn cổ siêu người mẫu, tới giờ mình nhìn cái video một người siêu đẹp luôn, nhưng mà cứ nhìn xăm soi là thấy mình xấu chỗ này, xấy chỗ kia. Cho nên các bạn ạ, trên cái cuộc đời này, nếu các bạn nhìn về mỹ thuật, chẳng có gì là quá xấu và cũng chẳng có gì là quá đẹp. Cho nên chúng ta đừng có nhìn vô những cái điểm không hoàn hảo của mình. Chúng ta hãy nhìn những cái duyên dáng của mình mà mình có và chấp nhận mình là ai. Cô Lan xin nói thật, cô Lan thường là không thích đùi của mình. Ví dụ như vậy, từ nhỏ hay có cái mặc cảm về đùi của mình. Nhưng mà tới một ngày cô Lan, you know what, mình chấp nhận nó. Đùi của mình không có ốm nhất như người ta, nhưng mà mình sẽ tập nó thành cái kiểu là muscular, lực sĩ, đùi to và chắc. Ok, và mình chấp nhận nó và mình yêu thích nó. That's it. Ai chọc ghẹo, ai nói gì, I don't care, không quan tâm. Các bạn hãy chấp nhận bản thân mình. Và nhớ là như vậy, không ai hoàn hảo cả. Cái đẹp là nó là một cái sự hòa quyện bên trong bên ngoài, một cái sự duyên dáng. Có bao giờ các bạn ở đây gặp một cái người nhìn có vẻ là đẹp gái, hoặc là nhìn vừa qua rất là đẹp trai, nhưng mà mở miệng nói ra vài câu tự nhiên mình thấy nó vô duyên, nó xấu quắc, mất hết cảm tình. Và có bao giờ các bạn gặp một người nhìn bên ngoài tưởng chừng như không có lý tưởng gì cả, nhưng một cái nụ cười, một cái hành xử tự nhiên của mình thấy nó duyên dáng, nó hấp dẫn vô cùng. Cái đẹp là ở chỗ đó các bạn. Cho nên các bạn nhớ, mỗi ngày hãy sáng thức dậy và mình nói với mình nhìn vô gương, mình có thể nói với mình: I'm beautiful, I'm worthy, I'm good enough. Tôi xinh đẹp, tôi có giá trị, tôi như vậy là đủ. I'm beautiful, I'm worthy, I'm enough. Tôi đẹp, tôi xứng đáng, và tôi như vậy là đủ. Khi bạn nói như vậy, bạn tạo cái tâm thế của mình. Và khi cái tâm thế của mình yêu mình hạnh diện về mình, nó sẽ lan tỏa ra da mặt, nó sẽ tỏa ra nụ cười, nó sẽ tỏa ra cái ánh mắt của bạn, sẽ làm bạn rất là sáng ngời, tỏa sáng và đẹp. Mình chấp nhận mình yêu thương mình và mình biết handle, nhưng không có nghĩa là mình sống bê bối, mình ở dơ, rồi mình nói chung là mình không có yêu thương, chăm sóc cơ thể và bề ngoài của mình. Mình chấp nhận mình là ai, mập, lùn, lớn, bé, vân vân và vân vân, chân to, chân nhỏ, đùi to, đùi nhỏ, mắt hí, mắt lé, vân vân. Tuy nhiên, chúng ta có ngày hôm nay rất là tuyệt vời, chúng ta có cái quyền và có đầy đủ khả năng quan tâm, làm đẹp cho chính mình. Trên YouTube, thí dụ các bạn biết như cô Lan không hề biết trang điểm, không có thời gian, nhờ mình lên YouTube mình coi, mình học cái cách trang điểm. Tại vì mình người xuất hiện trên video, trên TV rất là nhiều. Rồi mình có thể học, mình có thể tập thể dục, mình có thể làm
rất là nhiều thứ để mình tỏa sáng, mình cải thiện bản thân của mình. Mình học cái cách ăn mặc, giống như cô Lan làm một cái video về cái cách ăn mặc đơn giản thôi cho người chuyên nghiệp, thì cô Lan chia sẻ như vậy thì rất nhiều bạn thích. Và có một bạn đặc biệt là em Bình ở Nam Triều Tiên, ở Hàn Quốc, Bình nói rằng là nhờ cái video đó của cô, từ ngày đó em biết cách ăn mặc, em rất là tự tin, em đi nói chuyện với người khác, em cảm thấy yêu thương bản thân mình. Cái đó là cái đẹp các bạn. Ok, và có một câu họ nói rất là hay dành cho các phụ nữ luôn: không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ lười. Cho nên các bạn chịu khó học hỏi, tập tành, take care, quan tâm chăm sóc bản thân của mình, chắc chắn chúng ta sẽ rất là đẹp. Và bây giờ có ai thích chê xấu kệ người ta, ai đó cái nhiệm vụ của mình là không có làm tất cả mọi người hài lòng. Nhiệm vụ của mình là làm cho mình đẹp từ bên trong, và mình thật sự hài lòng với bản thân của mình. Đừng có quan trọng người khác nói. Các bạn biết đấy, tới ngày hôm nay vẫn có người chê cô Lan. I don't care. Ok, tôi nhưng cô Lan cảm thấy rất happy, hãnh diện với ngoại hình của mình, trong khả năng của mình. Vậy thôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã lắng nghe và xem video này. Và tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta, cả nam cả nữ, đều tỏa sáng, đều xinh đẹp từ bên trong tỏa sáng ra bên ngoài. Đừng quên đăng ký Lan Vicky TV và chia sẻ video này để trí tuệ lại được lan tỏa đến nhiều người Việt Nam hơn nữa các bạn nhé. Xin chào. Believe, become, become. Hãy tin, hãy bắt đầu và bạn sẽ trở thành.